Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 200 triệu token Mondot. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đăng tắt chatbot. Bấm join này góp các bạn. Coi nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join kênh góp nè. Và bạn mới đắp nè. Bạn follow từ Twitter và đi quyết tăng 5 người bạn vào nè. Trên từ Twitter này, bạn theo dõi nè. Bạn like nè, các bạn trình dẫn bây giờ game nè, bạn tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Rồi tôi quýt lại nè. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Tiếp tục follow từ Twitter và từ quýt. Trên từ Twitter bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn dẫn từ quýt dưới username của nó nè. À không, Adaptatio. Rồi bạn tweet lên các bạn. Sau đó bạn mới đắp lên nè. Các bạn nhấp vào con Simber. Các bạn vút con Simber nó cái nữa nè các bạn. Trên con Simber thì bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản. Còn có tài khoản gọi login nha các bạn. Rồi các bạn login vào nè. Khi login vào bạn up to wallet luôn đi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Bấm boot nè. Rồi các bạn bắt đập lên các bạn. Rồi bấm register. Rồi bạn lưu cấp sao qua điện thoại. Phone là cái điện thoại nè. Rồi các bạn đi địa chỉ email của bạn giao nè. Rồi tiếp tục gọi địa chỉ VPN Smart Chain Base20 trên chocolate cho tất cả các bạn nè. Tiếp tục gửi đường link và đồ file tới Twitter của mình nè. Đây, thì bạn nhấp vào avatar, nhấp vào hồ sơ nè, nhấp vào cảnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi sau đó các bạn sao chép liên kết nè, gọi là cho bot nè. Sau đó submit lên retweet nè. Thì bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra các bạn. Các bạn tìm cái bài các bạn đã chia sẻ và tăng 5 người bạn nè, các bạn sao chép liên kết nè, gửi về cho bot nè. Để mình coi lại chính xác không các bạn. Mà tại Twitter các bạn ra nè. Đúng mà. Sao chép liên kết nè. Dán vô đây nè. Sau đó nó hỏi có chút con server bằng máy heo cho nét nha bạn. Tiếp tục thì các bạn chụp bằng cái bức ảnh các bạn đã put con Simber lại nè. Sorry các bạn, nãy mình quên kêu các bạn chụp nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nè. Nhấp vào cái ảnh ABB nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên đi lên nè các bạn. Show quảng cáo đây các bạn. Này quảng cáo quá, các bạn bắt đắp rồi đi. Các bạn nhấp vào chữ IMBB nè các bạn. Rồi các bạn nhấp mũi tên đi lên các bạn. Rồi các bạn chọn ảnh từ thiết bị nè. Cái tên nè. Các bạn gỡ lên bức ảnh các bạn đã vút này nè. Chụp màn hình này nè. Rồi bấm update nè. Rồi các bạn sao chép cái đường link này nè. Gọi lại cho nó nè. Rồi hỏi có son kênh seller không thì bạn bấm vào đây bấm my heo son net nè. Rồi hỏi có quy quyết không my heo son net nè. Tiếp tục bấm menu nè. Tiếp tục bấm my balance để cho cần mình. Mình đã nhận được 200 triệu token Mondot nè. Bạn gì lên ghép sẽ trong bè những thằng để kiếm token nha bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.